chào các em học sinh thân mến, thầy xin tự giới thiệu. Thầy là Trần Đình Tài, giáo viên bộ môn toán trường trung học cơ sở Tôn Phước Tùng, quận Tân Phú. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành cùng các em tìm hiểu chủ đề 31 ôn tập học kỳ 1, tiết 2. Các em hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, chúng ta bắt đầu vào bài học hôm nay. Ở tiết trước, các em đã được ôn tập chương số tự nhiên. Trong bài học hôm nay, thầy cùng với các em tiếp tục ôn tập chương số nguyên, gồm có tập hợp các số nguyên, thứ tự trong tập hợp số nguyên, phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia hết hai số nguyên cùng với phần thống kê. Thầy cùng với các em đến với phần 1 số nguyên. Ở chương 2 số nguyên, các em đã học được khái niệm số nguyên, các phép toán cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu, phép trừ hai số nguyên, nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu, tính chất của phép cộng và phép nhân, quy tắc dấu ngoặc. Để củng cố thêm các kiến thức đã học ở chương số nguyên, thầy mời các em đến với phần bài tập sau đây. Đánh dấu X vào cột đúng hay sai tương ứng với mỗi câu. Các em tạm dừng khoảng 4 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Chắc là các em cũng đã có cái đáp án riêng cho mình. Bây giờ thầy bắt đầu sửa câu A. Câu A, mỗi số tự nhiên đều là số nguyên. Như vậy chúng ta sẽ đánh vào cột đúng. Nhưng ngược lại ở câu B, mỗi số nguyên đều là số tự nhiên. Chúng ta đánh vào cột sai. Bởi vì ví dụ số âm 2, số âm 3 là số nguyên nhưng nó không phải là số tự nhiên. Câu C, không có số nguyên âm nào lớn nhất. Như vậy đáp án chúng ta cũng là sai. Bởi vì số nguyên âm lớn nhất chính là số âm 1. Câu D, nếu có số nguyên A nhỏ hơn 2 thì số A là số nguyên âm. Đáp án chúng ta là sai. Bởi vì nhỏ hơn 2 cũng có thể là 1, mà 1 là số nguyên dương. Câu A, nếu có số nguyên B lớn hơn âm 3 thì B là số nguyên dương. Đáp án chúng ta được chọn là sai. Bởi vì số nguyên B lớn âm 3 cũng có thể là âm 2, âm 1 là số nguyên âm. Câu G, tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. Đáp án chúng ta là sai. Bởi vì tích của hai số nguyên âm là số nguyên dương. Câu H, tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm. Đáp án chúng ta cũng là sai. Bởi vì ví dụ ta có một số nguyên âm âm 1 và cộng với một số nguyên dương là 10 thì kết quả dễ dàng tìm được là 9, đó là một số nguyên dương. Câu Y, nếu số nguyên A chia hết cho số nguyên B khác không thì bội của A cũng chia hết cho B. Đây là câu đúng. Câu K, nếu hai số nguyên chia hết cho M thì tổng của chúng cũng chia hết cho M. Đáp án chúng ta cũng là đúng. Câu N, tích của ba số nguyên âm là một số nguyên âm. Như vậy đáp án của chúng ta là đúng. Đến câu M, tích của bốn số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm. Đáp án chúng ta là sai. Bởi vì tích của bốn số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương. Và cuối cùng câu N, nếu A lớn hơn 0, B lớn hơn 0, C nhỏ hơn 0 thì A nhân B nhân C nhỏ hơn 0. Đáp án của chúng ta là đúng. Các em cùng thầy qua phần hai la mã tự luận. Một nhỏ, so sánh. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần. 3, âm 3, 25, âm 5 và 0. Các em tạm dừng khoảng 1 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Như vậy, theo đề bài,
yêu cầu chúng ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nghĩa là phải sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Chúng ta thực hiện là số nguyên âm đến không đến số nguyên dương dễ dàng. Chúng ta có thể sắp xếp được theo thứ tự tăng dần là âm 5, âm 3, 0, 3 và 25. Phần 2, phép cộng. Tính câu A 5 cộng 3, câu B âm 5 cộng âm 3, câu C 5 cộng âm 3 và câu D âm 5 cộng 3. Các em cũng có khoảng 1 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Đối với câu A, ta thấy 5 cộng 3. Đây là phép cộng hai số nguyên dương. Ta cộng chúng như cộng hai số tự nhiên. Dễ dàng ra kết quả 5 cộng 3 là 8. Câu B, âm 5 cộng âm 3. Đây là phép cộng hai số nguyên âm. Ta sẽ cộng hai số đối của chúng. Nghĩa là số đối của âm 5 là 5 và số đối của âm 3 là 3. Rồi thêm dấu trừ trước kết quả, ta được kết quả âm 8. Câu C, 5 cộng âm 3. Đây là phép cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau. Ta thấy số dương 5 lớn hơn số đối của âm 3 là 3, nên ta sẽ lấy 5 trừ đi 3, kết quả ta được 2. Câu D, âm 5 cộng 3. Đây cũng là phép cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau. Nhưng ta thấy số dương là 3 bé hơn số đối của số âm 5 là 5, nên ta phải lấy 5 trừ 3 và đặt dấu trừ trước kết quả. Cuối cùng ta được kết quả là âm 2. Phần 3, phép trừ. Như vậy, muốn trừ số nguyên A cho số nguyên B, ta sẽ cộng A với số đối của B. A trừ B bằng A cộng âm B. Chúng ta cùng thực hiện bài tập sau. Tính câu A 5 trừ 3, câu B âm 5 trừ âm 3, câu C 5 trừ âm 3 và câu D âm 5 trừ 3. Các em cũng có khoảng 1 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Đối với câu A, ta thấy 5 trừ 3. Như vậy ta sẽ cộng 5 với số đối của 3 là âm 3. Kết quả dễ dàng tìm được là 2. Câu B, âm 5 trừ âm 3. Ta tiếp tục lấy âm 5 cộng với số đối của âm 3 là 3. Kết quả ta được âm 2. Câu C, 5 trừ đi âm 3. Như vậy sẽ bằng 5 cộng 3 bằng 8. Tương tự câu D, dễ dàng thực hiện. Âm 5 trừ 3, chúng ta sẽ lấy âm 5 cộng đi cho số đối của 3 là âm 3, kết quả là âm 8. Thầy cùng với các em nhắc lại quy tắc dấu ngoặc. Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc là dấu cộng thì chúng ta vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc. Còn nếu có dấu trừ thì ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Ví dụ cộng mở ngoặc âm 2 đóng ngoặc. Thấy trước dấu ngoặc dấu cộng nên chúng ta giữ nguyên dấu là âm 2. Trừ mở ngoặc âm 5 đóng ngoặc. Ta thấy trước dấu ngoặc là dấu trừ, chúng ta phải đổi dấu âm 5 thành dương 5. Thầy cùng với các em thực hiện phần bài tập sau. Bỏ dấu ngoặc rồi tính. Trừ mở ngoặc 13 cộng 49 đóng ngoặc lại. Cộng mở ngoặc 13 trừ 135 cộng 49 đóng ngoặc. Các em tạm dừng khoảng 2 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc dấu ngoặc để thực hiện phần bài tập này. Ta được
13 trừ 49 do trước cái ngoặc là dấu trừ, bên trong chúng ta phải đổi dấu. Cộng 13 trừ 135 cộng 49 do trước cái ngoặc là dấu cộng, chúng ta giữ nguyên dấu. Đến đây chúng ta sẽ gom lại trừ 13 cộng 13 trong ngoặc cộng cho mở ngoặc trừ 49 cộng 49 đóng ngoặc trừ 135. Ta thấy trừ 13 cộng 13 đây là hai số đối nhau nên cộng lại kết quả là 0. Tương tự âm 49 cộng 49, như vậy ta được 0 cộng 0 trừ 135, kết quả ra âm 135. Chúng ta qua phần phép nhân. Tính câu A 5 x 3, câu B âm 5 x âm 3, câu C 5 x âm 3, câu D âm 5 x 3. Các em tạm dừng khoảng 1 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Như vậy đối với câu A, ta thấy 5 x 3 đây là phép nhân hai số nguyên dương nên ta sẽ nhân chúng như hai số tự nhiên. 5 x 3 bằng 15. Câu B âm 5 x âm 3, ta thấy đây là phép nhân hai số nguyên âm, ta sẽ nhân hai số đối của chúng, nghĩa là 5 x 3 bằng 15. Câu C 5 x âm 3, như vậy đây là phép nhân hai số nguyên khác dấu, ta sẽ nhân số dương 5 với số đối của âm 3 là 3 rồi đặt dấu trừ trước, kết quả nhận được là âm 15. Tương tự áp dụng đối với câu D, ta được kết quả âm 15. Các em cùng đến với thầy phần 6, tính theo cách hợp lý. Câu A 15 x 12 trừ 15 x 11. Đối với câu này, chúng ta dễ dàng sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. Ta được 15 x 12 trừ 11 trong ngoặc bằng 15 x 1 bằng 15. Câu B 45 trừ 9 x 13 cộng 5 trong ngoặc. Các em có khoảng 2 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Đối với câu B, đầu tiên chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, nghĩa là 45 trừ 9 nhân 13 trừ 9 nhân 5. Biểu thức này chỉ có phép nhân và phép trừ, ta sử dụng nhân chi trước cộng trừ sau, nghĩa là bằng 45 trừ 117 trừ 45. Đến đây ta sẽ gom 45 trừ 45 trong ngoặc rồi trừ 117, ta được 0 trừ 117 và kết quả cuối cùng là âm 117. Thầy với các em cùng chuyển qua câu C. 2020 cộng 15 cộng mở ngoặc 185 trừ 2020. Các em cũng có khoảng 2 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Đối với câu C, chúng ta đầu tiên sẽ áp dụng quy tắc dấu ngoặc. Chúng ta thấy trước dấu ngoặc là dấu cộng nên chúng ta giữ nguyên dấu là 185 và trừ 2020, nghĩa là 2020 cộng 15 cộng 185 trừ 2020. Đến đây ta gom 2020 lại là 2020 trừ 2020 cộng mở ngoặc 15 cộng 185 trong ngoặc bằng 0 cộng 200 và kết quả ta tính được là 200. Câu D 29 nhân 19 trừ 13 trong ngoặc trừ 19 nhân mở ngoặc 29 trừ 13 đóng ngoặc. Các em cũng có khoảng 2 phút để thực hiện phần bài tập này. Đối với câu D, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. Ta được 29 nhân 19 trừ 29 nhân 13 trừ 19 nhân 29 cộng 19 nhân 13. Đến đây ta sẽ gom 29 nhân 19 trừ 19 nhân 29 lại rồi cộng mở ngoặc âm 29 nhân 13 cộng 19 nhân 13.
ta ra kết quả 0 cộng 13 mở ngoặc trừ 29 cộng 19 đóng ngoặc lại bằng 13 nhân mở ngoặc trừ 29 cộng 19 bằng 13 nhân âm 10 và kết quả cuối cùng bằng âm 130. Các em cùng thầy qua phần 7 nhỏ tìm x. Câu A 6 cộng 7x bằng 4 mũ 2 trừ 2 mũ 2. Các em có khoảng 2 phút để tự thực hiện phần bài tập của câu A này. Đầu tiên ta sẽ đổi 4 mũ 2 và 2 mũ 2 thành 16 và 4. Có nghĩa là 6 cộng 7x bằng 16 trừ 4. Tiếp theo ta giữ nguyên 6 cộng 7x, 16 trừ 4 bằng 12. Đến đây ta thấy 7x đóng vai trò là số hạng chưa biết. Như vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, nghĩa là 7x bằng 12 trừ 6, 7x bằng 6. X sẽ đóng vai trò là thừa số chưa biết. Như vậy muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết, nghĩa là x bằng 6 chia 3 và kết quả cuối cùng x bằng 2. Chúng ta cùng qua câu B. X trừ 8 bằng âm 3 trừ 8. Chúng ta vẫn tiếp tục có 2 phút để tự thực hiện phần bài tập này. Như vậy đối với câu B, ta giữ nguyên x trừ 8 và tính âm 3 trừ 8 bằng âm 11. Đến đây x đóng vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, nghĩa là x bằng âm 11 cộng 8. Và dễ dàng thực hiện phép tính, ta tính được x bằng âm 3. Thầy cùng với các em qua phần bài toán thực tế sau. Cá chuồng là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước. Một con cá chuồng đang ở độ sâu 2 mét dưới mực nước biển. Nếu nó bơi và bay cao lên thêm 3 mét nữa thì sẽ bay đến độ cao là bao nhiêu so với mực nước biển? Các em có khoảng 1 phút để thử thực hiện bài toán thực tế này. Như vậy, độ sâu 2 mét dưới mực nước biển được biểu diễn bằng số nguyên là âm 2 mét. Cá bơi và bay cao lên thêm 3 mét được biểu diễn bằng số nguyên là cộng 3 mét. Như vậy ta sẽ có phép tính âm 2 cộng 3 bằng 1 mét. Như vậy ta phải kết luận rằng cá chuồng sẽ bay đến độ cao 1 mét trên mực nước biển. Thầy cùng với các em qua phần 2 thống kê. Thầy có một cái sơ đồ như sau. Chúng ta muốn thống kê thì cần có những cái thông tin, rồi dữ liệu. Rồi muốn có được dữ liệu, chúng ta phải thu thập dữ liệu bằng số, bằng chữ hoặc là hình ảnh. Sau khi thu thập dữ liệu, chúng ta phải phân loại dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng bảng dữ liệu hoặc là bằng biểu đồ. Từ biểu đồ chúng ta có thể đọc và vẽ được biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ cột kép để cũng có thêm các kiến thức đã học ở phần thống kê. Thầy mời các em cùng với thầy làm một số bài tập sau. Bài 1, tìm các dữ liệu trong bảng thống kê sau. Chúng ta có cái bảng về tốc độ chạy trung bình của một số động vật. Cũng có hai cột là con vật và tốc độ của chúng. Các em cũng có khoảng 2 phút để tự thực hiện cái phần bài tập này.
Như vậy, dữ liệu trong bảng trên sẽ bao gồm danh sách các con vật và số liệu về tốc độ chạy trung bình của các con vật đó. Bài số 2, biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh đạt điểm 9 và điểm 10 trong lớp. Ta thấy chúng ta có hai cột, là cột lớp và cột số học sinh. Lớp thì chúng ta có 5 lớp, từ lớp 61 đến lớp 65. Số học sinh thì được biểu diễn bằng hai hình ảnh. Một hình ảnh mặt trời thì bằng 5 điểm 10 và một hình ảnh mặt trăng chúng ta thấy bằng 5 điểm 9. Câu hỏi như sau. Câu A, lớp nào có nhiều điểm 10 nhất? Câu B, lớp nào có nhiều điểm 9 nhất? Câu C, tổng số điểm 10 của các lớp là bao nhiêu? Và cuối cùng câu D, tổng số điểm 9 của các lớp là bao nhiêu? Các em cũng có khoảng 3 phút để tự thực hiện phần bài tập số 2 này. Như vậy, đối với câu A, lớp nào có nhiều điểm 10 nhất? Ta thấy điểm 10 được biểu diễn bằng hình ảnh mặt trời và dễ dàng ta nhận ra lớp 65 là lớp có nhiều điểm 10 nhất do có 5 hình ảnh mặt trời. Tương tự, câu B, lớp nào có nhiều điểm 9 nhất? Chúng ta thấy lớp 64 có 5 hình ảnh mặt trăng. Như vậy, đây là lớp có nhiều điểm 9 nhất. Câu C, tổng số điểm 10 của các lớp là bao nhiêu? Như vậy, ta phải tìm số điểm 10 ở các lớp. Ta thấy ở lớp 61 có 3 hình ảnh mặt trời. Như vậy, một mặt trời bằng 5 điểm 10. Mà lớp 61 có 3 hình ảnh mặt trời, chúng ta thực hiện phép nhân 5 x 3 bằng 15 điểm 10. Tương tự, lớp 62 có 2 hình ảnh mặt trời sẽ bằng 5 x 2 bằng 10 điểm 10. Lớp 63 bằng 5 x 4 bằng 20 điểm 10. Lớp 64 chỉ có 1 hình ảnh mặt trời nên bằng 5 x 1 bằng 5 điểm 10. Cuối cùng là lớp 65 có nhiều hình ảnh mặt trời nhất là 5 bằng 5 x 5 là 25 điểm 10. Như vậy, tổng số điểm 10 của các lớp ta sẽ cộng 15 với 10 cộng 20 cộng 5 cộng 25 bằng 75 điểm 10. Đối với câu D, tổng số điểm 9 của các lớp là bao nhiêu? Chúng ta thực hiện giống như ở câu C. Ta nhận thấy một hình ảnh mặt trăng tương với 5 điểm 9. Mà lớp 61 có 3 hình ảnh mặt trăng nên ta lấy 5 x 3 bằng 15 điểm 9. Tương tự, lớp 62 bằng 5 x 4 bằng 20 điểm 9. Lớp 63, 5 x 2 bằng 10 điểm 9. Lớp 64, 5 x 5 bằng 25 điểm 9. Lớp 65 bằng 5 x 1 bằng 5 điểm 9. Như vậy, tổng số điểm 9 của các lớp là 15 cộng 20 cộng 10 cộng 25 cộng 5 bằng 75 điểm 9. Các con cùng với thầy đi qua phần bài tập số 3. Đọc biểu đồ tranh biểu diễn số xe đạp một cửa hàng đã bán được theo màu sơn trong tháng sau đây và ghi dữ liệu vào bảng thống kê tương ứng. Như vậy, người ta cho cái biểu đồ tranh gần với số xe đạp bán được trong tháng. Chúng ta cũng có 5 màu: màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu vàng, màu trắng bạc. Và hình ảnh xe đạp. Một cái hình ảnh xe đạp tương ứng với 10 xe và một hình ảnh nửa chiếc xe đạp tương ứng với 5 xe. Chúng ta có khoảng 3 phút để thực hiện bài tập số 3 này. Chắc là các em đã tự làm được cái bảng thống kê cho riêng mình rồi. Như vậy, dựa vào biểu đồ tranh, ta có số xe đạp màu xanh dương đã bán được là 7 x 10 bằng 70 xe. Do chúng ta thấy màu xanh dương ứng với 7 hình ảnh xe đạp, mà màu hình ảnh xe đạp ứng với 10 xe, cho nên chúng ta lấy 7 x 10 bằng 70 xe. Tương tự, số xe đạp màu xanh lá cây đã bán được là 3 x 10 cộng 5 bằng 35 xe.
do màu xanh lá cây có ba hình ảnh xe đạp và một hình ảnh nửa chiếc xe đạp. Một hình ảnh xe đạp tương ứng với 10 xe và một hình ảnh nửa xe đạp là 5 xe. Ta lấy 3 x 10 cộng 5 là 35 xe. Tương tự ta sẽ có được số xe đạp màu đỏ đã bán được là 2 x 10 bằng 20 xe. Số xe đạp màu vàng đã bán được là 3 x 10 cộng 5 là 35 xe. Và số xe đạp màu trắng bạc đã bán được là 5 x 10 bằng 50 xe. Từ đó ta sẽ có được cái bảng thống kê như sau. Như vậy ta có bảng thống kê sau. Số xe đạp bán được trong tháng, màu xanh dương chúng ta ghi số xe đạp bán được là 70, xanh lá cây là 35, đỏ là 20, vàng là 35 và cuối cùng trắng bạc là 50. Bài 4. Biểu đồ sau đây cho biết thông tin về dân số các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2019. Em hãy ghi các dữ liệu đọc được từ biểu đồ và bảng thống kê tương ứng. Các em nhìn vào biểu đồ và chúng ta thử tự thực hiện trong vòng 2 phút cho bài tập này. Như vậy, từ biểu đồ trên ta có bảng thống kê tương ứng sau. Chúng ta có hai cột. Cột thứ nhất là các tỉnh của khu vực Tây Nguyên và cột thứ hai là dân số nghìn người. Đối với tỉnh Kon Tum, ta thấy có 543.000 người. Gia Lai, nhìn vào biểu đồ, ta đọc được là 1.520.000 người. Đắk Lắk là 1.873.000 người. Đắk Nông là 626.000 người. Và cuối cùng Lâm Đồng đọc được trên biểu đồ là 1.299.000 người. Các em cùng thầy đến với bài số 5. Số bác sĩ ở hai bệnh viện tham gia phòng chống dịch Covid thành phố Hồ Chí Minh được cho trên biểu đồ cột ghép sau. Nhìn vào biểu đồ cột ghép, ta thấy cột màu xanh dương nhạt đối ứng với bệnh viện 1 và cột màu xanh dương đậm ứng với bệnh viện 2. Đi qua 4 đợt, đợt 1, đợt 2, đợt 3 và đợt 4. Nhìn vào biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau. Tổng số bác sĩ ở bệnh viện 1 đã tham gia chống dịch trong 4 đợt là bao nhiêu? Câu B. Bệnh viện nào có tổng số bác sĩ tham gia nhiều hơn? Như vậy, đối với câu A, tổng số bác sĩ ở bệnh viện 1 đã tham gia chống dịch trong 4 đợt là bao nhiêu? Chúng ta nhìn vào biểu đồ cột kép. Chúng ta để ý tới cột màu xanh dương nhạt là bệnh viện nhất. Như vậy, dễ dàng nhận thấy đợt 1 là chúng ta có 15 bác sĩ, đợt 2 là 23 bác sĩ, đợt 3 là 17 bác sĩ và đợt 4 là 16 bác sĩ. Như vậy, tổng số bác sĩ ở bệnh viện 1 đã tham gia chống dịch trong 4 đợt là 15 cộng 23 cộng 17 cộng 16 bằng 71 bác sĩ. Đối với câu B, bệnh viện nào có tổng số bác sĩ tham gia nhiều hơn? Ta dễ dàng tính được tổng số bác sĩ ở bệnh viện 2 đã tham gia chống dịch trong 4 đợt là 19 cộng 21 cộng 9 cộng 18 bằng 67 bác sĩ. Ở câu A, ta tính được bệnh viện 1 có 71 bác sĩ đã tham gia chống dịch ở 4 đợt. Bệnh viện 2 là 67 bác sĩ và dễ dàng so sánh được. Chúng ta ra kết quả của câu B, đó chính là bệnh thứ viện thứ nhất có tổng số bác sĩ tham gia nhiều hơn. Hướng dẫn học bài ở nhà. Như vậy các em phải xem lại các cái bài tập đã làm ở trên lớp và chuẩn bị cho tiết sau, ôn tập học kỳ 1 phần hình học. Tiết học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em học sinh đã chú ý lắng nghe. Thì xin chúc các em có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới.